Ngư dân bị đánh suốt 2 tháng, tưởng là đã chết khi bị xem đó là thú vui và bị ép ăn cá sống. Ông Trương Văn Trung kể rằng, trong khoảng 2,5 tháng ông bị hành hạ trên con tàu cá là chuỗi ngày thừa sống thiếu chết. Các vết thương lở loét, hôi thối, người ngồi gần, không chịu nổi. Ngày 18 tháng 12, ông Trương Văn Trung, 48 tuổi, thường trú ấp 18, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang. Nạn nhân trong vụ hành hạ bằng kim trên tàu cho biết, sức khỏe của ông hiện tại tạm ổn và ông đã được công an cho về nhà nhiều ngày nay. Sau 2 tháng trú tại cơ sở công an huyện Trần Văn Thời để phục vụ điều tra, thì tôi đã được cho về nhà. Giờ tôi chỉ mong pháp luật trừng trị những người hành hạ tôi dã man nhiều tháng trên con tàu cá đó, với nhiều lần thừa sống thiếu chết. Ông Trung kể lại, trong chuyến đi biển cho con tàu cá của bà Phạm Thị Hà, chủ tàu cá BT97993TSBV, có khoảng 1,5 tháng đầu, ông không bị đánh. 2,5 tháng còn lại, ngày nào ông cũng bị đánh. Lý do họ đánh ông là vì ông làm chậm chạp. Đến khi những người tham gia đánh ông nghĩ rằng ông có thể sẽ chết, nên đã cho ông quá giang tàu hàng về với đất liền để điều trị vết thương. 15 năm đi làm ngư phủ, tôi chưa từng lội biển gỡ phao bị rối. Nhưng Nguyễn Công Toàn thường được gọi là To, Tài Công, con của chủ tàu cá PV. Hôm đó kêu tôi đi lội, tôi không chịu lội thì To đạp tôi xuống biển. Bị đạp xuống biển, tôi phải lội đi gỡ phao rối. Xong quay lại tàu cá thì mọi người trên tàu không kéo tay tôi lên mà còn nắm đầu tôi kéo lên rồi thi nhau đánh tôi. Cũng từ đó về sau, họ hành hạ tôi như là thú vui của họ. Ông Trung kể lại về lần đầu bị đánh. Nạn nhân Trung kể tiếp. Kể từ lần đầu bị đánh đó, đến ngày tôi quá giang tàu hàng về bờ thì ngày nào tôi cũng bị đánh. Họ không đánh sáng thì đánh trưa, không trưa thì tối. Họ đánh bằng bất cứ những gì trên tàu có, từ roi đuôi cá đuối, xẻng, vỏ xe đến dây thừng. Nhất là khi họ say xỉn thì cứ lôi tôi ra đánh. Thậm chí khi mấy tàu cá cặp lại nhậu, ngư phủ tàu khác cũng tham gia đánh tôi. Có những lần tôi bị dùng roi cá đuối đánh, máu chảy đỏ hết cả người. Bị đánh chết đi sống lại mà không thể kêu cứu. Có hôm tôi quỳ van xin, nhưng họ vẫn cứ đánh. Một trận đòn kinh hoàng được ông Trung kể lại là khi ông bị ông Tài Công tên To bắt ăn cá sống, không ăn thì sẽ bị đánh. Hôm đó khi ông ăn được một nửa thì ông nôn ói không thể ăn tiếp. Thấy vậy, To liền đá vô ngay chấn thủy, khiến ông Trung gục ngã tại chỗ. Rồi To tạt nước cho ông Trung tỉnh lại để ăn cho hết nửa con cá còn lại. Do bị đánh đau quá, ông Trung cố gắng ăn cho hết. Trong những ngày kinh hoàng ấy, To đã bắt ông Trung ăn cá sống đến 2 lần. Lần đầu là 6 con, lần thứ 2 là 11 con cá mắc lộ. Giờ tôi sợ lắm, không đi biển nữa. Hơn nữa, sức khỏe của tôi hiện tại không thể đi biển tiếp tục. Tôi chỉ mong ước rằng mình có một căn nhà nhỏ để che nắng che mưa, có ít vốn để mở tiệm tạp hóa nhỏ buôn bán sống qua ngày. Ông Trung chia sẻ sau những ngày dài bị hành hạ trên biển. Ông Trung cho biết nhà có 5 anh em. Ông là con lớn, lúc mới sinh, ông Trung có cái bớt màu đỏ ở chân. Sau đó cái bớt này thường xuyên bị chảy máu. Gia đình ông có đưa đi chạy chữa khắp nơi, bệnh tình có đỡ hơn, nhưng để lại di chứng. Chân yếu đi, chưa dừng lại ở đó. Vào năm 19 tuổi, ông làm thuê cho chủ máy xuất lúa, bị hạt lúa văng trúng vào con mắt phải, và ông buộc phải lấy con mắt trái để cứu con mắt còn lại. Thế là ông phải đeo mắt giả. Anh Huỳnh Văn Kép, em trai của ông Trung tiếp lời. Từ lúc anh Trung bị bệnh cái chân rồi tới hư con mắt, ba mẹ tôi phải bán lần lượt 31 công đất để có tiền chạy chữa. Ba tôi mất hơn 10 năm, mẹ thì bán vé số, nhặt ve chai để có tiền vừa đáp đổi qua ngày, vừa mua thuốc uống vì mắc bệnh bú tim hơn 30 năm nay. Nhưng thời gian gần đây mẹ tôi yếu hơn, không thể đi bán vé số nên hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Ông Trung lập gia đình và có 2 người con, nhưng ông và vợ đã chia tay hơn 20 năm. Con trai sống cùng ông, con gái thì theo mẹ. Con trai cũng đi tàu cá làm ngư phủ. Mặc dù con tôi biết việc tôi làm bị hành hạ, nhưng hiện cháu vẫn chưa vào bờ do tàu cá còn đang đánh bắt ở ngoài biển, ông Trung nói. Bà Dương Thúy Hằng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang cho biết, hoàn cảnh ông Trung hiện đang rất khó khăn, không có đất ở. Ông phải ở cùng mẹ là hộ cận nghèo, mà mẹ thì bệnh không thể đi bán vé số như trước đây. Theo anh Kép, khi ông Trung đến cửa biển Sông Đốc làm ngư phủ, một người ở địa phương này nhận làm con nuôi. Từ đó, anh Trung rất ít khi về nhà. Thời gian anh Trung bị hành hạ vào bờ điều trị thì ở nhà người bố nuôi. Dù quanh năm sống ngoài biển khơi, nhưng tiền công của anh Trung cũng chỉ đủ nuôi thân. Có lần tôi xuống thăm, phải cho tiền anh ấy xài. Gia cảnh anh chị em đều khó khăn như nhau, nên không thể giúp được gì cho anh ấy.